vậy? Không để cho em ngủ hết hả? Ngủ nè. Mà chiều nay tôi có buổi họp lớp nữa. Có anh Hưng nữa. Trời, giúp tôi đi. Được rồi, nghĩ cách cho. Vậy xài đi. Không có được. Mấy cái này hại da lắm. Mà còn có mấy tiếng nữa làm sao mà kịp. Ôi xíu đi, tôi đang tìm cách nè. Làm sao mà chiều nay tôi đi gặp anh Hưng đây? Bạn đi mụn đừng quá lo lắng. Rabbit Relief Acne Spot Treatment, nốt mụn sẽ nhỏ đi, dịu đỏ, giảm viêm tức thì, trả lại cho bạn một làn da sáng sạch hoàn hảo mà còn ngăn ngừa mụn về sau. Đi. Đi đâu? Cướp. Ai ai cái gì vậy? Cái cái chi? Tôi đợi ai vậy? Tôi nhớ sao lúc nãy giờ đó. Tôi đi ăn trộm mà mang cái dù màu hồng. Màu hồng là màu dễ bị trang nhất đó. Làm cái gì vậy trời? Trời ơi. Nè, ở trên trần hả, nó có phi tiêu bóng là đỉnh độ luôn, hiểu không? Cây dù này hả, là cây dù đặc, cái đặc chế đó là chống đạn, chống súng mày. Cái gì mà quan trọng nhất, nó làm cho nguy hiểm nhất bao nhiêu cơ quan ở đây? Bà đợi tôi. Thấy chưa? Chưa được. Không có cái gì hết. Khi lấy đi vật gì, phải lấy một cái vật khác cân bằng lại. Cây dù mua trên mạng không có nhiều tiền. Trời ơi. Em chưa ai đi, chẳng có lo lắng. Em chưa ai đi, rồi cũng sẽ tan như những lo âu mỗi ngày. Hãy kể tin lên nhé em. Everything will be Cây thi. Sao hết mụn hay vậy? Đây, 4 giờ giảm mụn xinh lung linh. Nè. Hãy tự tin lên nhé em. Everything will be alright. Chẳng ước chi xa vời, mụn dẹp dần nhanh theo phút chốc. Chẳng đắn đo đêm ngày, vẫn sẽ ở kế bên em mà chẳng đi đâu xa, luôn giữ cho da em được tươi mới. Em chưa ai đi, chẳng có lo lắng. Em chưa ai đi, rồi cũng sẽ tan như những lo âu.